Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 213 nha quý vị. Một cây dâm bụt nha, rất là đẹp nha, đế rất là đều nha. 550 bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen ship code lạ chuyển tiền trước nha quý vị. Cái này là dâm bụt Đài Loan nha quý vị. Lá nó mà vô làm cây là lá nó nhỏ vậy nè nha quý vị. Đó, nó thành cây rồi lá nó nhỏ xíu luôn nha. Nó lên cái nhánh chành dâm san hô đồ đẹp lắm nha. Đó, đế của nó đây nè. Đó, cây này là dáng sumo lùng nha. Đó, quý vị nhìn thấy không? Đế của nó nè. Cục đế khổng lồ luôn ha. Đều ra luôn ha. Rồi, 550 nha. Quay vòng cho quý vị xem nha. Đó, đế của nó nè, mặt sau nè. Nãy là mặt tiền và mặt sau nha. Nở củ cho bá lửa luôn. Đế nè. Đây có rễ chạy ra nữa nha. Rồi 550 nha quý vị. Được nè. Đây nụ chơi cành số 1 được nè. Nó mọc đống ngay đây. Rồi 550 bao ship. Quen ship code lại chuyển tiền trước nha. À, đế nè. Rất là ok nha. Rồi kết thúc luôn nha quý vị. Dâm bụt Đài Loan nha quý vị. Rồi kết thúc luôn.